Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đã tìm thấy 4 thuyền viên trên tàu cá PTH-97478TS sau 9 ngày bị mất liên lạc ở trên biển. Và 4 thuyền viên này còn sống, được một tàu cá của tỉnh Bình Định vớt được ở trên một thuyền thúng. Và chúng tôi hiện đã kết nối với ông Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận. Xin chào ông, xin ông cho biết là hiện sức khỏe của các thuyền viên như thế nào ạ? 14 giờ hôm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã nhận được thông tin tàu Bình Định 96935 vớt được 4 ngư dân. Và sau đó, Biên phòng tỉnh lập tức tổ chức liên lạc với thuyền PTH-96935 và được thuyền trưởng xác nhận chính là 4 thuyền viên của cái tàu 97478 bị mất liên lạc cách đây 9 ngày. Và vị trí của cái tàu Bình Định hiện nay cách Phan Thiết 296 hải lý. 4 thuyền viên được thuyền trưởng thuyền Bình Định thông tin là sức khỏe yếu. Vâng, vậy thì việc cứu nạn cho 4 thuyền viên này sẽ được tiếp tục thực hiện ra sao ạ? Bộ đội phòng tỉnh đang triển khai các cái công việc để phối hợp với các lực lượng đón tiếp nhận các nạn nhân để chăm sóc sức khỏe. Và Bộ đội phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo các đội biên phòng phối hợp với Đài Thông tin Duyên Hải và Cảng Bộ Hàng Hải thông tin cho ngư dân và tàu thuyền tại khu vực vớt được 4 thuyền viên để tăng cường công tác tìm kiếm hỗ trợ nạn nhân còn lại. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị, đối với 8 thuyền viên còn lại của tàu PTH-97478TS vẫn mất tích ở trên biển, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết là sẽ phối hợp với các tỉnh từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Bình Định chỉ đạo các đồn biên phòng thông tin cho ngư dân và tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực mà thuyền Bình Định PTH-96935 vớt được các nạn nhân để tăng cường quan sát và hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân còn lại.